Minh Thư xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang đến với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày. Tết cổ truyền sắp đến, hôm nay Minh Thư sẽ vào bếp để làm một món mứt rất đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền, đó là món mứt bí đao. Trong video này, Minh Thư sẽ chia sẻ bí quyết làm mứt bí đao giòn ngon, khô ráo để được lâu mà không bị ra nước. Mứt được làm từ trái bí đao xanh, có ở khắp mọi vùng ở nước ta. Nguyên liệu rất dễ tìm mà cách làm lại nhanh hơn cách làm mứt bí đao già truyền thống. Rất cụ thể chi tiết cách làm, để ai xem xong video này cũng dễ dàng thực hiện thành công ngay từ lần đầu tiên. Giờ thì xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp và tham khảo cách làm món mứt bí đao mà Minh Thư chia sẻ ngày hôm nay nhé. Đây là toàn bộ nguyên liệu cần chuẩn bị. Minh Thư dùng ở đây là 3 trái bí đao xanh và lựa cái trái nó hơi già một chút, cũng như là trái lớn một chút để mình làm cho nó được tiện dễ, không có dùng trái non. 3 trái này Minh Thư cân là 2kg, hơi nặng một chút. Thành phần tiếp theo là đường, Minh Thư dùng là 450g cho 1kg bí, thì nó sẽ có cái độ ngọt vừa, không có bị ngọt gắt. Nhà mình có đường gì thì mình dùng đường đó, nếu để đẹp mắt hơn thì mình dùng đường trắng. Thêm vào là một muỗng canh vôi ăn trầu loại vôi trắng. Trước tiên Minh Thư sẽ dùng một muỗng canh vôi trắng hòa tan đều ở trong 2 lít nước, và để cái thau nước này ở đây khoảng 2-3 tiếng để mình lắng lấy cái phần nước trong phía trên. Tiếp theo với những trái bí xanh này, Minh Thư sẽ gọt bỏ cái lớp vỏ ngoài. Và Minh Thư dùng ở đây là 3 trái bí, nó hơi già một chút. Chỉ cần dùng cái dao bào mình lạng bỏ cái phần lớp vỏ mỏng ở bên ngoài là được rồi. Trái bí xanh này là trái bí đao xanh dùng để mình nấu canh bình thường, không phải là cái loại bí đao già để làm mứt đâu nhé quý vị. Mình sử dụng luôn cái trái bí đao xanh này để quý cô bác anh chị mình tiện dùng. Và Minh Thư chia sẻ cách làm món mứt bí đao với trái bí đao xanh này để quý cô bác anh chị mình ở mọi vùng miền, ở đâu mình cũng có thể làm được món mứt bí đao ngay tại nhà, vừa để sử dụng như là một món ăn vặt ăn chơi, vừa để đãi khách rất là tiện luôn. Gọt vỏ xong thì mình mang đi rửa thật là sạch. Giờ với những trái bí đao này, Minh Thư sẽ cắt thành từng khúc dài từ 5 cho đến 7cm. Rồi sau đó chỉ đôi những cái khúc này ra và moi bỏ hết cái phần hạt ở phía bên trong. Chỉ đôi như vậy thì mình rất là dễ lấy hạt ra luôn đó cô bác anh chị. Chỉ còn cắt bỏ lớp vỏ mềm ở bên trong là được rồi, không có moi kỹ quá nhé cô bác anh chị. Tại vì miếng mứt bí của mình mà nó mỏng quá thì nó sẽ không có còn giòn ngon nữa. Chỉ cần moi bỏ hết cái hộp ở bên trong là được rồi. Công đoạn này làm rất là nhanh luôn, không có lâu. Và Minh Thư lựa chọn cái trái bí nó hơi già một chút. Mình làm xong thì mình sẽ để được lâu, bảo quản lâu. Miếng mứt bí của mình nó không có bị ra nước. Còn mình mà làm cái trái bí mà nó non đó, thì cái miếng mứt bí của mình nó sẽ mềm, nó ra nước liền à. Đây là Minh Thư đã moi xong cái phần hạt ở bên trong rồi. Tiếp theo, do hồi nãy trước khi cắt khúc và moi hạt thì Minh Thư đã rửa sạch bí rồi, giờ không có còn rửa lại. Giờ chúng ta chỉ còn đem những miếng bí này đi sắt thành từng cái que, và từng que này nó lớn hơn ngón tay cái của Minh Thư một chút. Sắt cho những cái miếng này của mình nó hơi lớn một chút á, tại vì tí nữa sơ chế xong á thì miếng bí của mình nó còn bị hao hụt nữa, chứ nó không có còn nguyên vẹn giống như vậy, cho nên là cứ cắt để cho miếng bí của mình nó vuông vức, nó đẹp và nó hơi lớn một chút. Đó, chúng ta cắt cho những cái que bí của mình nó được vuông vức như vậy là được nè. Và thêm một điểm lưu ý đặc biệt nữa là độ giòn của miếng mứt bí nó sẽ phụ thuộc vào độ dày của miếng bí lúc mình sơ chế. Độ dày tính từ ở phía ngoài vỏ và trong ruột đó cô bác anh chị. Cho nên là khi moi cái lớp hạt bên trong mình chỉ còn cắt bỏ cái lớp hạt là được rồi. Đừng có moi kỹ quá thì cái miếng mứt bí của mình nó bị mỏng. Làm xong thì miếng mứt bí mình nó không có được giòn ngon nữa. Đây là phần bí thừa sau khi sơ chế xong. Phần này chúng ta có thể đem sắt nhỏ ra rồi mang đi nấu canh ăn cho ngọt và mát.
Và đây là những gói que bí mà Minh Thư đã sơ chế xong, nhìn rất là vuông vức và đẹp. Giờ Minh Thư sẽ cho vào trong một cái thau lớn như vậy. Tiếp theo, Minh Thư sẽ gạn lấy cái phần nước vôi trong ở phía bên trên, cho hết vào trong bí. Nước vôi trong này thì Minh Thư đã để được 3 tiếng rồi, nó đã lắng hết cái phần vôi trong xuống dưới và ở phía trên là cái phần nước trong đó. Chúng ta sẽ để cái thau bí này ngâm ở đây ở nhiệt độ thường ở bên ngoài như vậy trong vòng 8 tiếng, hoặc là ngâm qua đêm đều được. Nếu mình không có nước vôi trong, có thể thay thế bằng nước vo gạo. Nước vo gạo thì chúng ta sẽ ngâm bí trong khoảng là 6 tiếng hoặc là ngâm cho đến khi bí nó cứng lại là được. Đây là bí đao mà Minh Thư đã ngâm được 8 tiếng rồi nè cô bác anh chị. Bí đao nó đã cứng lại rồi. Và bây giờ thì những cái miếng bí đao của chúng ta đã trở nên rất là cứng luôn. Như thế này là được. Giờ thì Minh Thư sẽ mang cái chỗ bí đao này và Minh Thư đi xả lại với khoảng là 3-4 lần nước để cho nó sạch hết cái phần nước vôi trong nhé. Minh Thư sẽ cho vào một cái thau nước sạch như vậy và rửa cho thật là sạch trong vòng khoảng 3-4 nước nữa. Rửa sạch. Nhưng mà mình đừng có bóp nó kỹ quá thì cái bí đao của chúng ta nó sẽ bị nhũng nó bể nha cô bác anh chị. Ở đây là phần bí đao mà Minh Thư đã rửa qua được 4 nước rồi. Cho ra một cái rổ như vậy. Tiếp theo thì Minh Thư sẽ bắt một cái son nước sôi và cho bí đao vào chần sơ trong vòng khoảng là 20 cho đến 30 giây thôi. Chỉ là chần sơ qua chứ không có để cho nước nó sôi lên lại đâu nhé cô bác anh chị. Khi mình chần sơ như vậy để cho sạch hoàn toàn cái nước vôi trong cũng như là nó không có còn bị mùi hăng của bí đao nữa. Đó, Minh Thư cho vào. Đảo qua 2-3 lần là Minh Thư vớt ra rồi cho ra một cái thau nước lạnh như vậy để cho cái bí đao của chúng ta nó được nguội hoàn toàn. Sau khi bí đao đã nguội rồi, giờ Minh Thư sẽ vắt bớt nước. Minh Thư cặp làm 3-4 cái miếng bí đao lại với nhau và vắt cho bí đao của chúng ta nó ráo tương đối. Tại vì phần bí đao này nó đã già cho nên là cái miếng bí đao nó xốp. Và khi mà mình chần sơ qua với nước cũng như là mình ngâm nước vôi trong đó, thì cái miếng bí đao nó sẽ ngậm nước rất là nhiều. Cho nên là mình vắt bớt nước đi để cái miếng bí của mình làm xong nó sẽ không có bị chảy nước. Nhiều anh chị và các bạn thắc mắc là tại sao mình làm bí đao xong thì mình để một thời gian không có lâu được, bí đao nó bị ra nước. Thì đây là cái công đoạn quan trọng lắm nè. Cô bác anh chị mình vắt cho bớt nước để cho những cái miếng bí đao của chúng ta ráo đi. Với những cái miếng bí đao mà nó già thì nó sẽ hút nước rất là nhiều. Mình vắt bớt nước ở trong bí đao ra rồi mình làm để cho cái miếng bí đao mình nó không có bị chảy nước. Và miếng bí của mình nó sẽ giòn ngon. Sau khi mà vắt xong nước rồi thì nước cũng đã ra rất là nhiều nè cô bác anh chị. Giờ thì Minh Thư sẽ mang cái chỗ bí đao này cho ra một cái thau. Rồi tiếp theo Minh Thư sẽ cho đường vào. Ở đây một ký bí đao thì Minh Thư sẽ dùng là 400 cho đến 450 gram đường. Mình không có dùng nhiều. Và đường á, quý cô bác anh chị mình có loại đường nào, mình thích dùng đường nào thì mình dùng đường đó. Ở nhà Minh Thư thì có đường vàng thì mình dùng đường vàng. Còn cô bác anh chị mình mà muốn cho cái bí đao của mình nó lên cái phấn trắng đẹp để mà mình đãi khách ngày Tết đó thì mình dùng đường cát trắng cũng được. Rồi giờ thì Minh Thư trộn đều đường lên và sẽ ướp ở đây khoảng chừng là 6 tiếng để cho nước đường được tan hoàn toàn. Đây là bí đao mà sau 6 tiếng Minh Thư ướp đường rồi, nước đường cũng đã tan hết rồi. Giờ thì mang đi làm mất thôi. Giờ thì Minh Thư sẽ cho nước đường vào trong một cái chảo như vậy. Cho phần nước đường vào và Minh Thư sẽ đun phần nước đường cho cạn bớt trước.
chứ mình không có cho bí đao vào luôn. Lúc này thì bật lửa lớn để cho nước đường được nhanh sôi. Minh Thư cứ để lửa lớn như vậy để cho nước đường mình nó sôi lên và nó cạn bớt chừng hơn phân nửa nhé. Làm mứt bí đao với đường vàng thì miếng mứt nó sẽ có cái màu vàng một chút xíu, nhưng mà ăn rất là ngon và cũng không có ảnh hưởng đến chất lượng của miếng mứt. Minh Thư ở nhà có đường nào thì mình dùng đường đó, còn nếu mà quý cô bác anh chị muốn đẹp thì mình dùng đường trắng cũng không có sao. Giờ thì đường của Minh Thư nấu đã cạn hơn một nửa rồi. Giờ thì Minh Thư sẽ cho hết cái phần bí đao của chúng ta vào. Với cái lượng đường này thì Minh Thư thấy là cái miếng mứt của chúng ta nó cũng rất là ngọt, chứ nó cũng không có nhạt đâu. Cô bác anh chị mình cứ yên tâm, làm với lượng đường này thì phấn vẫn lên rất là dày và rất là nhiều phấn chứ không có ít đâu. Cho nên là chúng ta chỉ dùng khoảng là 400-450g đường là Minh Thư thấy vừa rồi. Sau khi mà cho bí đao vào, Minh Thư vẫn đun lửa lớn để cho cái bí đao của chúng ta nó nhanh sôi, và cũng như là nước đường của chúng ta nó nhanh bay hơi, nó nhanh cạn đó. Bây giờ thì phần nước đường nó đã cạn bớt rồi, và lúc này nước đường cũng còn nhiều, Minh Thư vẫn để lửa lớn. Nước đường của chúng ta mà cạn đi càng nhiều thì chúng ta sẽ càng bớt lửa lại, giảm lửa dần dần. Lúc mà nước đường nó còn ít, không còn nhiều nữa thì chúng ta hãy xên đều tay, dùng một cái đũa đó cho nó dễ, và chúng ta xên liên tục đều tay nhé. Bây giờ thì phần nước đường cũng đã cạn rất là nhiều luôn, chỉ còn một chút xíu ở dưới đáy chảo thôi. Và lúc này Minh Thư giảm về mức lửa nhỏ, rồi vẫn xên đều tay liên tục để cho cái miếng bí của chúng ta nó được ngắm đều đường và nó không có bị khê, bị xích ở dưới đáy nhé. Bây giờ cô bác anh chị mình thấy là đường đã cạn hết rồi, chỉ còn một chút xíu thôi và nó lên những cái bong bóng nhỏ nhỏ như vậy, là Minh Thư giảm về mức lửa rất là nhỏ luôn, đảo rất đều tay cho đến khi hết nước đường. Giờ thì nước đường cũng đã không còn nữa rồi, Minh Thư tắt bếp luôn. Sau khi mà tắt bếp thì Minh Thư đảo đều tay liên tục. Lúc này là mình đảo đều tay liên tục để cho miếng mứt bí của mình nó lên phấn nhé. Với đường vàng này thì cũng khó thấy, tại vì cái màu vàng của đường nó đã ngấm vào trong bí rồi. Còn với cái đường trắng thì cô bác anh chị mình xên mà thấy cái đường của mình nó chuyển sang màu vàng, có nghĩa là mứt của chúng ta đã bị khét rồi đó. Cho nên là khi mà đường, nước đường nó vừa cạn là chúng ta tắt bếp rồi mình xên nhanh tay đều tay thì nó sẽ lên được cái phấn đẹp. Giờ quý cô bác anh chị mình thấy là đã lên được cái phấn đẹp rồi, rất là nhiều phấn luôn nè. Và Minh Thư vẫn đảo liên tục đều tay cho đến khi cái chảo của chúng ta nguội hoàn toàn nhé. Nó phấn lên nhiều quá trời luôn. Với một cái bí Minh Thư dùng 450g đường thì Minh Thư thấy là phấn của chúng ta lên rất là dày chứ cũng không có ít. Giờ mứt bí của chúng ta đã xong rồi, để nguội là chúng ta có thể dùng ngay được. Nhưng mà nếu mà muốn bảo quản mứt bí được lâu và để lâu nó không có bị chảy nước thì chúng ta hãy hong một lần nữa để cho miếng mứt bí của chúng ta được khô ráo hoàn toàn thì chúng ta sẽ để được rất là lâu. Minh Thư sẽ cho mứt bí của chúng ta vào trong một cái nồi chiên không dầu và Minh Thư sẽ hong ở nhiệt độ là 95 độ C trong vòng khoảng chừng là 30 phút để cho miếng mứt bí của chúng ta nó khô.
với cái nồi chiên không dầu của Minh Thư nhỏ thì Minh Thư hong thành nhiều đợt. Còn quý cô bác anh chị mình mà có cái lò nướng thì mình cho hết vào trong cái lò nướng đó. Mình hong ở nhiệt độ là 100 độ C và để hé cửa lò. Mình cứ hong như vậy cho đến khi mà thấy miếng mứt bí của chúng ta được khô ráo hoàn toàn là được. Còn nếu mà mình không có nồi chiên không dầu hay là mình không có muốn hong bằng lò nướng thì chúng ta có thể đem phơi nắng. Mình phơi nắng to trong vòng khoảng là 2-3 nắng để cho cái miếng mứt bí của chúng ta khô hoàn toàn, là chúng ta có thể bảo quản được lên đến vài tháng luôn mà không có sợ mứt bí của chúng ta nó bị chảy nước đâu ạ. Bây giờ thì Minh Thư sẽ mang cái mĩa mứt bí này Minh Thư đi hong nhé. Và Minh Thư sẽ hong ở nồi chiên không dầu với nhiệt độ là 95 độ C trong vòng 30 phút. Và đây, sau 30 phút, Minh Thư đã hong xong mấy mứt bí của chúng ta rồi. Một mĩa mứt bí đầu tiên đã xong mà Minh Thư cho ra đĩa như vậy nhé. Một ký bí của chúng ta thì sẽ làm được rất là nhiều mứt, chứ không có ít đâu cô bác anh chị. Lúc này thì miếng mứt bí của chúng ta trông rất là đẹp mắt, phấn phủ rất là dày. Và Minh Thư dùng ở đây là đường vàng cho nên là miếng mứt bí của chúng ta có màu hơi vàng một chút, hơi xanh một chút. Nhìn cũng rất là đẹp mắt luôn. Trong thời gian này thì Minh Thư đi hong tiếp cái mĩa mứt bí tiếp theo nhé. Và ở đây thì Minh Thư trình bày để quý cô bác anh chị mình cùng xem thành quả nè. Vô cùng là đẹp mắt và hấp dẫn luôn. Vậy là món mứt bí của chúng ta đã hoàn thành rồi. Rất dễ dàng để làm xong một mĩa mứt bí thành công. Và với cách mà Minh Thư chia sẻ ngày hôm nay thì chắc chắn là ai cũng có thể làm được mứt bí thật là ngon và để được lâu không bị chảy nước. Đây Minh Thư dùng thử cho quý cô bác mình xem. Ở bên trong thì mứt bí của chúng ta giòn và dẻo, bên ngoài thì rất là giòn và rất là ngon luôn đó cô bác anh chị. Miếng mứt bí của chúng ta ngọt vừa, không có bị quá ngọt và dùng nhiều thì sẽ không có bị ngán. Món mứt bí xanh này thì vô cùng tiện lợi, dễ làm với trái bí đao xanh, ở tại địa phương nào cũng có. Minh Thư xin chúc cô bác anh chị và các bạn thực hiện thành công nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.